Chào mừng tất cả cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Dạ vâng, và hôm nay Quỳnh Phạm lên sóng với tất cả mọi người thì các có thể thấy trước mặt màn hình đây. Đây là một cái mẫu loa phóng thanh anh em không còn xa lạ nữa rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay Quỳnh Phạm về kho được khá chứ là nhiều, về được tất cả là 200 chiếc loa. Và đại diện là những cái dòng sản phẩm loa phóng thanh không thể thiếu được để phục vụ các bác chúng ta 63 tỉnh thành trên đất nước Việt Nam này. Thì với dòng sản phẩm loa này thì hàng này sản xuất trên công nghệ gì ạ? Made in Japan, công nghệ của Nhật Bản và gì ạ? Sản xuất tại Indonesia. Đó, dòng này là dòng nhập khẩu về đất nước Việt Nam chúng ta và được gì ạ? Được lòng khá chỉ là đông đảo khách hàng tin dùng. Thì dòng sản phẩm này chất lượng của nó các bác có thể biết rồi. Chất lượng của nó toàn bộ là hợp kim nhôm nha mọi người nha. Đây là một mẫu loa phóng thanh chuyên dùng thì chúng ta lắp ở gì ạ? Ở những làng xóm bản chúng ta dùng làm loa phóng thanh, hoặc chúng ta làm gì ạ? Làm loa phóng trong những cái hội nghị, đám cưới, đám hỉ đều ok nha các bác nha. Đám hiếu, đám hỉ các bác dùng khá chỉ là ok luôn, công suất của nó không có gì bàn cãi được, 75W cho em. Và hàng này là hàng có biến áp cho em. Khi mà cái chức năng có biến áp này các bác dùng, chúng ta bảo vệ trước âm đi chúng ta rất là bền. Đấy, và bảo vệ trước loa khá chỉ là bền. Đây nó có nút chỉnh ở đằng sau này các bác này. Dòng này dòng có biến áp nha mọi người nhá. Nó sẽ có một cái bản mạch đây. Và hàng này nó sẽ đắt hơn cái hàng không biến áp một chút xíu thôi, và tí nữa Quỳnh Phạm sẽ báo giá công khai cho anh em luôn nhá. Đó, và dòng sản phẩm này có yên tâm này, chất liệu vành toàn bộ hợp kim nhôm, và cái tay cầm này toàn bộ là chất liệu thép không bao giờ han gì luôn. Và cái nhựa này là nhựa ABS cao cấp, không bao giờ gì ạ, bị oxy hóa khi chúng ta dùng ở ngoài trời. Cái dòng này là dòng chống nước rồi, các bác dùng ngoài trời thoải mái cho em nha mọi người nhá. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi test về chất lượng âm thanh của dòng loa này, xem cái chất lượng của nó có đảm bảo không như em quảng cáo không nha mọi người nha. Đó, và tất cả hàng bên em các bác nhận hàng làm sao ạ? Quỳnh Phạm cho các bác kiểm tra hàng đúng sản phẩm, đúng mẫu mã thì các bác trả tiền cho em. Và tất cả các bác nhận hàng đã bao gồm phí vận chuyển về tận nhà, và bao gồm em đã gì ạ? Đã đóng bảo hiểm hàng chống vỡ cho các bác rồi, cho nên các bác chỉ việc nhận hàng cho em ok chưa? Đó, các bác yên tâm tuyệt đối. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi test chiếc loa này nha mọi người nha. Này các bác dùng cho mọi bản nhạc đều có thể là rất là hấp dẫn và nghe rất là thu hút nha mọi người nha. Đây là một cái mẫu loa phóng thanh mà anh em có thể, chúng ta có thể cân nhắc khi dùng sản phẩm này. Đây là một mẫu loa đang chiếm lĩnh thị trường Việt Nam khá chỉ là nhiều. Dòng sản phẩm này các bác yên tâm về chất lượng cho em, và cái độ bền của nó thì không có gì để bàn cãi nữa rồi, nó khá chỉ là bền theo thời gian luôn. Và quan trọng là chất lượng của nó ra âm thanh quá là chất luôn. Quỳnh Phạm đang sản xuất video này, các bác nhận được video có thể nghe tiếng của nó không được trong như khi các bác chúng ta nhận hàng chúng ta test qua cái âm ly chuyên dụng đâu ạ. Tại vì em đang test qua chiếc âm ly mini cho nên là nhiều khi âm thanh của nó sẽ bị hạn chế nha mọi người nha. Nhưng bác yên tâm. Và ngoài dòng sản phẩm loa có biến áp này ra, em có cả hàng không biến áp, các bác có thể quan tâm nhé, máy lên alo trực tiếp cho em. Và loa đài âm ly săn bẫy đầy đủ phục vụ anh em trên toàn đất nước Việt Nam luôn. Bác nhớ ấn đăng ký kênh ủng hộ cho Quỳnh Phạm nha. Chúc anh em chúng ta lên đơn hàng thành công. Xin chào tất cả các bác, hẹn các bác ở buổi video sau nhé.